những đóa hoa hướng dương hệt như ánh mặt trời rực rỡ. Chính vậy mà hướng dương được xem là loài hoa tượng trưng cho sự đam mê mãnh liệt. Một loài hoa tươi sáng và vui vẻ, mạnh mẽ nhưng cũng đầy dịu dàng và đam mê. Hướng dương chính là một món quà bày tỏ sự quan tâm ấm áp nhất. Hoa hướng dương có nguồn gốc từ Mexico. Đây là loài cây thảo sống khoảng một năm, thân to thẳng có lông cứng, thường có đốm, cao từ 1 đến 3 mét, lá to, thường mọc so le, có cuống dài, phiến lá hình trứng đầu nhọn, phía dưới hình tim. Mép có răng cưa, hai mặt đều có lông trắng, cụm hoa đầu lớn, đường kính từ 7 đến 20cm, bao trung hình trứng, hoa hình lưỡi, ngoài màu vàng, các hoa lưỡng tính ở giữa màu tím hồng. Cây ra hoa vào mùa đông, mùa xuân, thời gian ra hoa tại châu Âu thường là từ cuối tháng 6 hoặc tháng 7 đến tháng 9. Hoa hướng dương xuất hiện đầu tiên tại châu Mỹ vào khoảng năm 1000 trước công nguyên và sau đó được lan rộng ra khắp thế giới. Không chỉ là loài hoa được trân quý vì cung cấp nguồn lương thực quý báu là hạt và dầu, mà ngay từ thời xa xưa ấy, hoa hướng dương đã được người dân bản địa tôn sùng vì vẻ đẹp lộng lẫy, mạnh mẽ của nó. Có một số vùng còn chọn hoa hướng dương là loài hoa đặc trưng cho tôn giáo của họ. Nhiều nghệ sĩ thời xưa cũng rất sùng bái vẻ đẹp của hoa hướng dương và đến thời kỳ trường phái ấn tượng. Hướng dương lại càng gây ám ảnh mạnh mẽ. Với đặc tính hướng quang luôn hướng về phía mặt trời, hoa hướng dương biểu trưng cho lòng trung thành, tính kiên định với tình yêu, đó là biểu tượng của sự trung thủy, sắt son. Hình dáng những cánh hoa vàng rực rỡ như ánh mặt trời, khiến người nhìn cảm thấy tràn đầy năng lượng, ấy là biểu hiện của sự quan tâm chân thành, ấm áp và là niềm vui, hạnh phúc lan tỏa. Nếu như hoa hồng, hoa lan, hoa mẫu đơn đều có những câu chuyện kể cho riêng mình như một lời giải thích về nguồn gốc xuất xứ, thì xoay quanh hoa hướng dương cũng có những câu chuyện được thêu dệt nên qua những lời truyền miệng từ nhân gian, những câu chuyện đó như lời giải thích thay cho những câu hỏi, thắc mắc chưa lời đáp về sự có mặt của những hoa hướng dương tuyệt đẹp kia. Bên cạnh đó, hoa hướng dương còn có ý nghĩa là sự ngưỡng mộ, tôn sùng và sự bền vững lâu dài. Chính vì vậy, hoa hướng dương thích hợp để bày tỏ tình yêu dài lâu, cũng như những dịp chúc mừng, kỷ niệm để gửi đi thông điệp về sự hân hoan, phấn khởi. Trong ý nghĩa phong thủy thì hoa hướng dương tượng trưng cho sự trung thủy, trung quân, hiếu nghĩa vì hoa hướng dương luôn hướng về ánh mặt trời. Tuy hoa hướng dương không mềm mại, quý phái như hoa hồng, cũng không phải sang trọng như hoa lan, hoa hướng dương mang một vẻ hoang dại hơn. Sự vận động của hoa hướng dương theo hành trình của mặt trời trong ngày từ đông sang tây nên trong văn hóa Trung Hoa, hướng dương là loài hoa biểu tượng của sự hướng thượng, hướng tới điều tốt đẹp hơn, đồng thời nó cũng được người Trung Quốc coi là biểu tượng của sự trung thủy, trọng nghĩa khí và trung thành. Chính vì thế nó mang tới cho căn nhà một màu vàng ấm áp, nguồn năng lượng tốt đẹp, thắp sáng những nơi u tối, tạo cảm giác ấm áp và không khí tươi vui tràn đầy sức sống, góp phần mang lại những điều tốt đẹp cho các mối quan hệ trong gia đình, đặc biệt là giữa bố mẹ và con cái. Loài hoa hướng dương rực rỡ hệt như ánh mặt trời, chính vì vậy mà hoa hướng dương là loài hoa tượng trưng cho sự đam mê mãnh liệt. Hướng dương là một loài hoa tươi sáng và vui vẻ, dịu dàng nhưng không kém phần kiêu sa, mãnh liệt. Những cánh hoa hướng dương mang màu sắc vàng rực rỡ của ánh sáng mặt trời khiến bao người phải say đắm trong những ánh nhìn ấy, với sắc vàng như tỏa nắng. Hoa hướng dương đem lại cho chúng ta cảm giác tràn đầy năng lượng, biểu hiện cho sự quan tâm chân thành, ấm áp và niềm vui lan tỏa. Trao nhau một bó hoa hướng dương tuyệt đẹp không chỉ là một món quà được trao tay những người thân yêu bên cạnh mình, mà hoa hướng dương còn như gửi gắm lời thì thầm từ niềm tin, hy vọng. Sự gắn bó son sắt thủy chung đến người được nhận hoa.
Chính vì những ý nghĩa đặc biệt đó mà nếu bạn là người may mắn được nhận một bó hoa hướng dương xinh đẹp từ ai đó thì hãy trân trọng, nâng niu và trân quý tình cảm này nhé. Bó hoa như mang tất cả những điều ngọt ngào nhất mà người ta muốn trao tặng và gửi gắm đến bạn.